Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều hôm nay. Hôm nay là thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xu hướng giảm với tỷ lệ giảm là 0,06%, giao dịch ở mức 1.784,83 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.781,29 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.787,93 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xu hướng tăng với tỷ lệ tăng nhẹ là 0,07%, giao dịch ở mức 105,254 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xu hướng giảm với tỷ lệ giảm là 0,23%, giao dịch ở mức 16.797 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xu hướng tăng với tỷ lệ tăng là gần 1%, giao dịch ở mức 3,453% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở mức 72,680 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Những người tham gia thị trường cũng đã đẩy giá vàng lên cao hơn trước những lo ngại về cuộc họp FOMC cuối cùng trong năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tuần tới và báo cáo lạm phát tiếp theo. Báo cáo này sẽ được công bố trong ngày đầu tiên của cuộc họp FOMC kéo dài 2 ngày, giúp những người hoạch định chính sách có thêm dữ liệu. Xem lạm phát của Mỹ có tiếp tục hạ nhiệt hay không, các nhà đầu tư hiện nay đang đặt cược phần lớn vào giả định Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, đưa lãi suất mục tiêu từ mức hiện tại là 3,75 cho đến 4% lên 4,25 cho đến 4,5% vào cuối năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất tăng lãi suất 50 điểm cơ bản là 74,7% và xác suất tăng lãi suất 75 điểm cơ bản là 25,3%. Và dù khả năng tăng lãi suất lần thứ 5 liên tiếp thêm 75 điểm cơ bản là rất ít, song nó vẫn tiếp tục khiến những người tham gia thị trường lo lắng về cuộc họp sắp tới. Một thông tin tích cực với thị trường vàng đến từ quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, đó là Trung Quốc, khi mà nước này xác nhận động thái tích trữ vàng trở lại. Cụ thể, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc báo cáo rằng họ đã mua 32 tấn vàng trong tháng 11. Theo các báo cáo thì Ngân hàng Trung ương đã mua vàng khi mà giá ở mức khoảng 1.650 đô la Mỹ trên một ounce. Đây cũng là lần đầu tiên Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc thông báo thay đổi dự trữ vàng kể từ tháng 9 năm 2019. Mặc dù thông báo từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc được đưa ra một cách bất ngờ, nhưng không có gì ngạc nhiên khi mà nhiều nhà phân tích trước đó đã suy đoán rằng quốc gia này đã xây dựng kho dự trữ vàng của mình trong hầu hết năm. Tháng trước thì Hội đồng Vàng Thế giới VKFTC cũng cho biết các ngân hàng trung ương đã mua 400 tấn vàng trong quý 3, mức mua theo quý lớn nhất mà họ từng thống kê được. Tuy nhiên thì VKFTC cũng lưu ý rằng phần lớn số vàng này được mua ẩn danh. Không phải tất cả các tổ chức chính thức đều báo cáo công khai việc nắm giữ vàng của họ, hoặc họ có thể công bố muộn, VKFTC lưu ý trong báo cáo từ tháng trước. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch buổi sáng hôm nay mùng 8 tháng 12 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng ở mức 66,25 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,05 triệu đồng trên một lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch mùng 7 tháng 12 thì giá vàng SJC tăng 150.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800.000 đồng trên lượng. Cùng với thời điểm đó thì tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 66,1 cho đến 66,8 triệu đồng trên lượng, giữ nguyên ở cả hai đầu giá so với ngày hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra tại Doji đang là 700.000 đồng trên một lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì đến phiên chiều ngày hôm nay, giá vàng miếng cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều duy trì xu hướng tăng quý vị và các bạn nhé, và đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.625.000, bán ra 6.705.000, tăng 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 15.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800.000 đồng trên lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.625.000, bán ra 6.707.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội
mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000. Doji Hà Nội mua vào 6.615.000, bán ra 6.695.000, tăng 5.000 ở chiều mua, tăng 15.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 6.625.000, bán ra 6.695.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.627.000, bán ra 6.693.000, tăng 5.000 ở chiều mua, tăng 4.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.720.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.610.000, bán ra 6.680.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.610.000, bán ra 6.740.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TB Gold mua vào 6.615.000, bán ra 6.695.000, tăng 5.000 ở chiều mua, tăng 15.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.625.000, bán ra 6.707.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại vẫn duy trì xu hướng tăng 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 15.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng. Vào thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.625.000, bán ra 6.707.000. SJC Huế mua vào 6.622.000, bán ra 6.708.000. SJC Bình Phước mua vào 6.623.000, bán ra 6.707.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.625.000, bán ra 6.705.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.627.000, bán ra 6.710.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.625.000, bán ra 6.707.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.623.000, bán ra 6.707.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ trong khoảng từ 42 đến 100.000 đồng trên lượng, hay là tăng trong khoảng 4.200 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Vào thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.295.000, bán ra 5.395.000. Nhận một số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.295.000, bán ra 5.405.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.275.000, bán ra 5.355.000, cùng tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.172.000, bán ra 5.302.000. Vàng 18K mua vào 3.831,7.000, bán ra 4.031,7.000. Vàng 14K mua vào 2.937,3.000, bán ra 3.137,3.000. Vàng 10K mua vào 2.048,3.000, bán ra 2.248,3.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.